Ok anh em ơi, và sau khi tổng đồ bát 93 thì chúng ta cùng xem lại và cùng xem lại cái giá trị của bát này như thế nào nha. Bát 93 này được cái được đầu tiên đó là siêu phẩm, đó là một giai diện kháng tất cả 15 anh em ơi. So với hiện tại thì giai diện kháng cả 15 nữ này á thì nó đang dạng là nằm hàng nô của server anh em ơi. Giai diện kim thì chưa khó thấy giai nào mà trên 15 cả. Thì giai này có thể nói tương đối là đẹp anh em ơi. Rồi. Giai có thể nói là hơn 15 kim, khẳng định là đỡ mà bán cũng hơn 15 kim. Còn chắc hơn 1 triệu anh em ơi. Bù lại cái bát này khá ok, không lỗ. Rồi, cái chuyện này cái chuyện nữ này mà. Tiếp tục là chuyện nữ kháng cả 4 kháng lô 15. Đó, cái này mà kháng cả 14 15 nữa, nó là Weber đó nữa. Trong giai này thì đỡ ngày 10 sạc nhưng mà bán không bao nhiêu, chắc khoảng tầm kim 10 đồng vài chục nghìn nữa. Rồi. Tiếp theo là vài cái món ở bán ba là nam này. 500 xu. Cái bội này cũng 500 xu kim luôn em ơi. Tầm này rẻ nè. Rồi, một cái bội kháng lô 25. Xe bỏng vài trăm xu không mất lắm. Đặc biệt ở đây là một cái bỏng độc sắc nội công, khả năng dự định là đưa con năm độc về năm độc trướng này mà. Và một khi đã đi năm độc trướng thì nó sẽ phụ đánh boss rất là nhanh. Đó, nó phụ đánh boss rất là nhanh. Cũng như là đi bơ ca thì nếu năm độc trướng thì con này sẽ vừa bù và vừa trướng, nè. Đó, bù xong xuống ngựa trướng, chụp lại nó, nói chung là nó tạo hiệu ứng giật đó nè, khá là hợp lý. Rồi, tiếp tục là một cái đao kháng lôi 26 cho ngày 10. Cho ngày 10 búp. Rồi, một cái ngập bội làm chậm 40 sinh lực lực. Một đôi lưng kháng lôi 29 dành cho Nghe Mươi luôn. Một cái nhẫn kháng hỏi này không sẽ bao nhiêu cả. Một cái đôi lưng kháng lôi 26 sinh lực lực, cái này cũng vài trăm xu, 500 xu quay đầu. Nhẫn lôi 26, nội lực 20, nhẫn này cũng vài chén kim này mà. Cao lắm chứ đựng kim, chứ đựng kim rưỡi. Tâm lôi chậm này rẻ rồi. Hồi xưa thì 4-5 kim này rẻ. Một nhẫn kháng lôi 18, xe Nghe Mươi. Nhẫn kháng băng sinh lực 129. Một áo phục hồi 40, kháng độc 24 và nội lực 103. Hiện tại khả năng có cái áo này khả năng dự định đưa Nghe Mươi trưởng về con Nghe Mươi, đưa Nghe Mươi trưởng về nam này, khả năng dự định như vậy. Rồi, một cái áo nữ phục hồi 40, kháng hỏi 23. Cái này thì thiếu lâm nữ mới chơi được nè, còn lại không ai mang, chắc cũng qua trăm xu. Rồi, một cái nhẫn kháng băng 25 thì giống độc 30. Sinh lực lượng khá là đều, nói chung là nhẫn này chống được kim hơn. Rồi, một nhẫn kháng hỏa đột cái này mà chống 40 nó khả xài luôn nè mà. Nếu chống 40 nó khả xài luôn á. Tại vì Khải đang mang cái nhẫn khá là phèn nè, 42 điểm nè. Nếu cái này mà ra 40 nữa, 40 là mình xài luôn rồi. Không nè, rất là tiếc luôn. Xin sinh lực lượng đẹp luôn. Rồi, một ngày bòi 19-40. Rồi, một bòi này bán cũng được, chắc cũng được 2 kim nè. So tầm server thì hàng này nó cũng đang gọi là hàng hiếm, 1-2 kim. Là khoảng tầm 150 Việt Nam đồng nè mà. Cứ 1 kim là 70 nghìn. Rồi, một ngày bòi kháng hỏa. Cái này không ăn thua. Rồi cái này kích sức mạnh. Rồi. Đó cái bách 93 thì nó tương đối như vậy thôi. Mình về bờ được cái gia truyền này hơn bảo đảm là hơn 20 kim, 15 đến 20 kim hơn em. Rồi, nói chung là bách này thu về khoảng hơn 1 triệu đây. Thì nói chung là lời vậy nè. Đó, lâu lắm rồi mới có một bách gọi là lời được vài trăm nghìn anh em. Và nói chung là đây cũng là một động lực được Khải tiếp tục bán rồi mua và cũng như là gom những loại boss đánh tiếp theo anh em xem nha. Và cảm ơn em đã theo dõi video bình luận bài boss ngày hôm nay, và đừng quên ủng hộ những video lần bài boss trên hơn 200 like ở những lần đánh tiếp theo, thì Khải sẽ cố gắng đầu tư đánh tiếp tục cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Bye bye mọi người nha, đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha. Và đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:40 cũng như là 19:40 hàng ngày nha. Khải live 20 giờ đó là trưa và tối nha. Rồi, ok.